Tuyệt vời luôn, hai cái bọc quá hay. Lấy đi nước mắt chị không lo. Có chụp hình không? Chụp hình quá đi, chụp hình đi, chụp hình đi. Chụp đi, rồi. Có cái điện thoại chị đâu? Đây. Bên tí nữa. Cái đỡ nó hai chồng Lisa sang chứ tí sao vậy? Quá buổi biểu diễn xuống vườn bà rất là thành công đó. Vui không chị? Vui không chị? Vui không? Vui. Quá vui luôn. Chạy xe qua luôn chứ vậy. Xe gửi đây. Hồi nãy em thấy chị hơi khóc đúng không? Xúc động quá. Nén lại quay ra sau nén lại. Muốn khóc. Đây là cái quê của chị á. Đây là tôi coi xem. Rồi đi chơi.
gái gái ủa xe chưa có đứng đây đi chị trời ơi mới ngon lắm tội nghiệp ghê không ở chỗ này không đúng rồi Hồng Loan ơi trời rồi các bạn có bán mắm bởi hội Hồng Loan phải không ồ thì ra là xe của chú ở trên đây đó. xe coi chừng ấy để đây mình ồ để hết lái coi luôn quá trời anh tí anh quẩy quá trời quẩy rồi mà sao quá quẩy luôn anh ơi tại vì xe bên này nếu mọi người nằm rồi nằm tường bò rồi vậy rồi móc coi chứ đây 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 chụp hình cái đây cho mấy nhà lấy dòng khác thôi. Ủa gì hả? Có không nha? Đó, chỉ nghe đồ là chết tới số rồi đó. Đó. Nè. Rồi chụp hình rồi chụp hình. Đi đến đó đây nè chạy. Rồi chụp đi chạy. Rồi chụp đi. 1 2 3. Chụp. Buồn, mấy buồn kìa. Hãy cho anh ngay xe ở đây. Rồi, lên xe đi, lên xe. Con về mà. Rồi, chúc chúc chị Hồng Loan gì thuận lộ mình ăn nha. Rồi. Rồi. Mình đi đông với con. Rồi. Con có chỗ ngồi không? Để qua đi đi xe với nút rồi xe nút qua kìa. Làm đi xe mà. Rồi. Rồi ok, đó chị làm con gì à? Quý cô chú anh chị ơi. Đó. Quá một cái đêm phải nói là biểu diễn của chị Hồng Loan thành công tốt đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. À bây giờ chúng mình xin chào bà con á, hẹn bà con làm một video tiếp theo nha. Xin chào bà con ạ. Bà con nhớ ủng hộ chị Hồng Loan, ủng hộ Duy Minh nha. Đăng ký và like chia sẻ cho Duy Minh chân thành cảm ơn bà con rất còn nhiều nha.